Thưa quý vị, mở đầu chương trình sẽ là một số những thông tin đáng chú ý. Ngày 15 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 28 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương, thương trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Phiên tòa dự kiến diễn ra khoảng 20 ngày, kể cả là ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Trong vụ án, bị cáo Trần Văn Nam, cựu bí thư tỉnh ủy Bình Dương, Trần Thanh Liêm, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương và 20 bị cáo là cựu lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều sở ngành của Bình Dương cũng bị truy tố vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tội tham ô tài sản. Trong vụ án này, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xác định bị hại là Tổng Công ty 3 tháng 2. Khoảng 6 giờ 50 phút sáng ngày 15 tháng 8, nhiều xe chuyên dụng áp giải hàng chục bị cáo tới phiên tòa. Bị cáo Nguyễn Văn Minh sức khỏe yếu, khi lên trên trụ sở phải có cảnh sát dẫn giải dìu lên.